cái hiểu biết thường trong cuộc đời ta không hiểu rồi mà ta đòi hiểu những cái gì cao siêu nữa, không có được. Cho nên đệ tử của Đức Phật, bất cứ một cái gì trên đời này thiên hạ hiểu thì ta cũng phải hiểu thôi. Ta cũng phải hiểu, ta phải biết, ta biết hết mọi việc trong thế gian. Thì như vậy mới gọi là thế gian giải chứ. Cho nên những việc thiên hạ biết, ta biết, rồi thêm cái người ta hơn hỏi cho này, thiên hạ không biết, ta biết. Cho nên thiên hạ biết là biết cái gì? Tức là biết các pháp hữu vi. Biết được các pháp hữu vi thì ta cũng biết được hết tất cả các pháp hữu vi sanh diệt biến dị rồi. Nhưng mà tới giải pháp vô vi đó, thì trường hợp này chỉ có ta giải được cho họ giải được. Ta hơn họ có thể làm thầy sa môn hơn người ta ở cái chỗ giải được cái pháp vô vi. Đây là chúng ta thâm nhập Phật Huệ. Này là chỉ có Phật Huệ mới giải được vô vi pháp. Cho nên giải được vô vi pháp tức là hiểu rõ được nguồn gốc sanh tử luân hồi, cái này thấy rõ. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa bảo là Đức Phật thì nhìn sự vật không giống như những người trong tam giới mà nhìn sự vật đâu. Tại những người ở trong tam giới nhìn sự vật là họ trong sanh tử luân hồi, còn Đức Phật là người ra khỏi sanh tử luân hồi, cho nên nhìn sự vật là khác hơn. Chỗ này đó là Đức Phật có trí tuệ. Thì như vậy đó, ở trong ba cái pháp này để căn bản mà Đức Phật dạy chúng ta tu hành đó, để thành diệt từ ba cái nghiệp căn bản đây, gọi là tham sân si ngay từ trong tâm. Sau này nếu mà ta triển khai ra thêm rộng nữa đó, thì có những cái nhỏ nhỏ thôi. Cái nhỏ nhỏ tức là mạng nghi và ác kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và dân cấm thủ. Thì cái này đó, cái phần phụ mà cộng chung trở lại đó, thì ta gọi đó là 10 thiền cái. Ta ra 10 thiền cái thì cái trường hợp này đó, là giúp cho sạch cái 10 thiền cái này. Bây giờ đó, trường hợp đó, cái thứ tư, cái thứ ba mà ta diệt rồi, cái thứ tư này thì tức là mạng. Mạng tức là ngã mạng. Thường ta gọi là ngã mạng. Mà ngã mạng là gì? Tức là coi mình hơn người khác. Ta nên coi mình hơn người khác, mà ở trong đó là gì? Mình hơn người khác, mình coi mình hơn người khác. Cái này gọi là ngã mạng rồi. Như bây giờ tôi học giỏi hơn mấy cô mà tôi tự thấy tôi giỏi hơn mấy cô đó, thì như vậy tôi thành ngã mạn. Ngã mạn tức là mình xem thường người khác gì? Trong mắt mình là xem thường người khác, cho nên này phạm phải cái tội nên là tội ngã mạn. Mình giỏi, cho nên mình giỏi hơn người ta, mình xem thường người ta là phạm tội rồi, chứ đừng nói. Nhưng mà cái tệ hơn bước đó là gì? Tức là mình bằng người ta nhưng mà mình tự thấy mình hơn người ta. Thì cái này là gì? Đức Phật là tăng thượng mạng. Đây chúng ta phải thấy từng bước của mình. Tức là cùng học ngang nhau hết, chưa biết ai hơn ai đấy, nhưng mà xem thường người khác. Cái này là tăng thượng mạng rồi đó. Thì cái đồ học đó, từ bước này chúng ta lên cái thứ ba nữa, ta không bằng ai mà ta xem thường được khác. Ngài biết là kêu cái gì tôi cũng không nhớ nữa. Thầy nó quá xấu, quá ác thì tôi không nhớ nữa. Cho nên chỉ có cái ngã mạn này mình biết rồi. Mình giỏi hơn người ta cho nên mình dễ xem thường người ta. Mà xem thường mình biết có tội cho nên bây giờ cũng không dám. Không dám xem thường người dở hơn mình, người kém hơn mình. Cùng lắm đó là cho các cái cô được tới cái chỗ tăng thượng mạng thôi. Cùng học chung một lớp. Nhưng bây giờ đó, thấy thầy hỏi cô này trả lời không được. Tức là bạn đồng học, nhưng mà mình hiểu mà khổ, hiểu mình tức quá phải không? Cho nên mình xem thường. Chỗ này đó là tăng thượng mạng. Lúc nào ta cũng coi, hỏi với ta là bạn, bằng nhau là bạn học. Tức là bạn học cùng trường. Còn bây giờ mình hơn, nhưng mà mình dẹp cái ngã mạn mình bằng cách nào? Cho nên Đức Phật có dạy chúng ta
nhìn con người, quán sát con người đó, không quán nó đến sanh diệt. Cho nên nhờ cái chỗ đó mà ta quán được chân tánh. Cho nên bây giờ Đức Phật đó là Phật tánh bình đẳng. Phật tánh bình đẳng tức là Đức Phật đó, với chúng ta đã không khác rồi, Đức Phật với người đó đã không khác rồi, mà ta là cái gì đây mà ta thấy ta hơn Phật. Tôi thường hay nghĩ như vậy, cho nên để phá cái ngã mạn của mình. Anh em bây giờ Đức Phật coi với cô bình đẳng với Đức Phật rồi, mà tôi là gì đây mà tôi dám xem thường với cô đây. Cho nên thường là chúng ta thường là rớt vào trong cái ngã mạn tăng thượng mạn. Mà tu hành nên thì ngã mạn tăng thượng mạn thì tới đâu? Chắc chắn là tới cửa địa ngục thôi. Tu suốt đời đi vào địa ngục thì cái này buồn lắm. Đây là tất cả các cái pháp mà Đức Phật dạy chúng ta rất là thực tế, dạy rất thực để ta tu. Rồi đó, bây giờ nó qua tới kinh Đại Thừa, tất cả các kinh Đại Thừa. Thì bây giờ đó, nhiều khi đó, nói kinh Đại Thừa đó, là lớn, là quan trọng. Cho nên ta tu Đại Thừa, ta xem thường những người mà họ thì kinh Tiểu Thừa hay là kinh Nguyên Thủy. Ta lại xem thường các pháp kia. Thì đây là cái sự mà sai lầm lớn trong tư tưởng tu. Cho nên chữ Đại Thừa này đó, là gì? Chữ đại này có nghĩa là đại chúng. Chữ đại thừa mà chúng ta dùng đây đó là đại chúng. Cho nên đó, Đức Phật mới đem ví nó như là xe trâu phải không? Cho nên xe trâu là xe chở được nhiều người. Cho nên xe nai, xe dê thì chở được người thôi. Nhưng mà xe trâu thì chở được nhiều người. Mà tới cái kinh Pháp Hoa này đó, cái trường hợp đại loại tương sai này đó, lại còn chở được nhiều người hơn nữa. Mà chở được nhiều người đó thì chúng ta thấy sao? Thì nên cái gì mà đông người theo được, hiểu được, làm được đó, thì cái này đâu phải tăng cao, phải không? Cho nên đó, khi mình tu mình thấy như vậy, mình tu Đại Thừa mà mình thấy mình tu hơn người khác, đây là tu đúng đó. Tại tu tu Đại Thừa mà. Cho nên các vị tu về kinh văn, tu về duyên giác, tu về tiểu thừa thì nhị thừa đó thì quý vị tu cao, còn tôi tu đại thừa đó thì vì duyên giác chúng sanh, cho nên tôi phải tu thấp. Nhưng mà hiểu như vậy thì ta tu được. Chứ ta nghĩ ta tu đại thừa ta hơn thế nào? Nhưng mà ta hơn thì hơn chỗ nào? Ta hơn ở cái chỗ đại chúng. Cho nên đại thừa có nghĩa là đại chúng quá pháp của chúng ta, tức là để cho rộng ra, ai cũng có thể tu được, ai tu được hết, cho nên gọi là đại, là nhiều người, là đại chúng. Thì như vậy đó, bây giờ qua tới đại thừa này thì chúng ta thấy Đức Phật khai triển ra hết. Như cái bộ kinh mà quý vị nói đấy, cái bộ kinh mà cao nhất ở đây thì bộ kinh Quan Nghiêm. Cho nên bộ kinh Quan Nghiêm đó, thiện tài đồng tử trí, cầu đạo, tìm thiện tri thức. Ở trong 53 vị thiện tri thức mà thiện tài đồng tử gặp đó, thì nhìn thấy có ai? Không phải thánh hiền gì hết, nhưng mà tất cả những người sinh hoạt trong xã hội đủ thành phần hết. Cho nên đủ thành phần hết, dung nhất được hết, thì lúc bây giờ thì chúng ta phải thấy đó là đại. Đó là cái pháp tu. Cho nên lúc bây giờ kinh Đại Thừa có nghĩa là đại chúng quá, nó không mang tới các phần nữa. Thế hồi nãy tiểu thừa đó là chỉ có các thầy tỳ kheo, các vị thánh A La Hán nó làm được. Còn bây giờ nó qua tới đại thừa hay là đại chúng đó, thì cái trường hợp kinh Pháp Hoa Đức Phật nói sao? Không luận là tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, thiên long bát bộ, người cầu thanh văn, người cầu duyên giác, cầu Bồ Tát hay cầu Phật Đạo, tất cả những người này đều được Đức Như Lai thọ ký cho vô thượng chánh đẳng giác hết, tức là thành phần hết này, thế gọi là đại. Cho nên khi mà Đức Phật có thọ ký hết cho chúng ta như vậy đó, có nghĩa là Đức Phật đưa ra luôn cả 84.000 pháp môn tu để ứng vào trong 84.000 phiền não tận lai của chúng ta.
Đại thừa có nghĩa là không có pháp nào mà không giết hết, không có người nào mà không độ. Cho nên lúc bây giờ nó mới đại thừa, nó mới gọi là độ tận chúng sanh. Cho nên người tu đại thừa thì độ tận chúng sanh. Cho nên ta mới phát nguyện là chúng sanh vô biên thời nguyện độ, chúng sanh vô biên thời nguyện độ, phiền não vô tận thời nguyện đoạn. Đây là dứt pháp. Tại vì hành đại thừa cho nên phiền não nhiều. Nếu mà ta tu tiểu thừa thì phiền não phát sanh rồi. Tu tiểu thừa có nghĩa là ôm bình đi thức tực rồi về ở trong núi Trường Hồng An ấy, thì trường hợp ai động tới ta làm gì. Nhưng mà bây giờ tu đại thừa gánh vác cái công việc của giáo hội cứu độ chúng sanh, cho nên tất cả những cái phiền não và nghiệp của chúng sanh đó trút lên ta hết, trút lên ta hết. Cho nên lúc bây giờ nó ta phiền não nhiều. Thành ra bây giờ mấy thầy mấy cô đó mà đi tu rồi sau này trụ trì đó thì được phiền não hay nhiều hơn là những cái cô mà chưa đi trụ trì. Kinh nghiệm tôi thấy. Nhưng mà nếu vì gánh hết các cái nghiệp của chúng sanh này đó, thì bây giờ Đức Phật có dạy chúng ta cái gì? Thành ra dạy chúng ta những cái điều căn bản để chúng ta. Thành ra thứ nhất này đó là cái trường hợp chúng ta phải có cái đà la ni để huệ giải. Đà la ni là để huệ giải chuyện này. Bất cứ cái việc nào xảy ra ở trên cuộc đời này đó, ta đều hóa giải được hết, không để nó tồn tại trong lòng chúng ta. Muốn tu đại thừa là phải có chấp nhận hết tất cả mọi việc xảy ra ta rồi. Nhưng mà bây giờ đó, những cái này đó, chúng ta phải làm sao cho nó tiêu, nó tiêu quá hết, nó không tồn tại trong lòng. Chứ còn để lâu thì sẽ chết xong. Cho nên đó, phải quá giải được hết cái này. Thì cái bước thứ nhất này đó, đó là gì? Tức là chúng ta phải được hai cái pháp mà cần thiết để tu đại thừa, đó gọi là tam muội và đà la ni. Tức là tam muội và đà la ni tức là định và huệ. Cái định này để chi? Để cho mà đối trị cái lại với tất cả những cái biến động xung quanh chúng ta. Hoàn cảnh nó biến động, tâm nó biến động. Nhưng mà bây giờ nó hoàn cảnh biến động và tâm chúng ta không biến động. Cái người nào có cái tâm như thế thì có thể tu theo đại thừa. Tức là hoàn cảnh động tâm chúng ta, mà tâm chúng ta không động. Bây giờ đó, căn cứ theo cái động loạn mà tâm không động này đó, thì nó liền phát ra cái đà la ni để mà thấy được cái nguyên nhân đó, để ta giải quyết được cái này. Cho nên những người tu đại thừa là những người mà giải thoát cho chúng sanh. Giải thoát chúng sanh có nghĩa là phải thấy cái nghiệp của nó, cái hoàn cảnh của nó, rồi chúng ta mới giải cái này được chứ. Đó là cái con đường tu của chúng ta. Thì bây giờ đó, có cái định và có cái huệ, thì bây giờ để chúng ta mới hành Bồ Tát đạo được. Thì khi mà Đức Phật đó, tới cái thành Xá Vệ này, tới cái kỳ hoàng tịnh xá này, thì lúc bây giờ ở trong đại chúng rối đây là chủ yếu là người ta nghĩ gọi là lục quần tỳ kheo, tức là có 6 nhóm tỳ kheo mà chuyên gây rối trong đồng bộ. Thì như vậy là sao tu? Đây là cái điều mà rất quan trọng. Chúng ta phải thấy cái nguyên nhân Đức Phật nói cái A Di Đà. Tại vì mình phải có định, có huệ, tức là có tam muội và có đà la ni. Mà tam muội này là phải có cái vô số tam muội để ứng vô trong vô số trường hợp. Tại trên bước đường tu tôi có kinh nghiệm này. Tại nên có những cái mình không giận, nhưng mà có những cái tự xung gan lên. Tại sao vậy? Tại vì mình có cái tam muội này để trị được cái nghiệm này. Nhưng mà bây giờ đó, cái nghiệp này khởi lên đó, mình có cái tâm mùi này để đối trị. Đây là trên đối tượng tôi. Có những cái tôi nhìn rất giỏi, nhưng mà có những cái tôi nhìn không nổi. Có những cái nhìn không nổi cái này là gì? Chưa có cái tâm mùi để đối trị cái này. Cho nên khi ta phát hiện ra ta chưa có cái tâm mùi này thì ta phải tu cho được cái tâm mùi này để trị cái này. Trên đối tượng tu
của tôi sở dĩ làm được việc là nhờ. Khi ra đụng một cái việc mà tôi không nhịn nổi đó, cho nên không nhịn nổi thì cái trường hợp này chẳng lẽ mình phản ứng. Mà phản ứng thì thôi còn gì làm thì tôi cho nên từ cái chỗ này cho mình nhiếp tâm, cho nên nhiếp tâm cho lại, làm thân đi, chịu đi. Thì khi mà làm thân chịu như này thì sao? Nhìn kỹ đó, thấy cái mặt chúng ta nó đỏ phải không? Hoặc là nó xám phải không? Hay khi nào mấy cô thấy tôi mà mặt đỏ lên, xám lên đó là biết lúc đó tôi cắn răng chịu. Tức là chịu cái nghiệp của mình. Rồi đó đi về chùa nó lại tìm cách tu để hóa giải này. Để chúng ta trụ định trong cái hoàn cảnh này. Mà nếu hai ta đắc được thêm cái định này nữa thì lần thứ hai xảy ra như thế làm con. Cho nên trên bước đường tu của tôi đó, mà lần thứ nhất đụng cái chuyện này rồi tôi chịu không nổi, nhưng mà lần thứ hai khi đụng chuyện tương tự như vậy tôi chịu nổi thì trường hợp này tôi là nghiệp cười trong lòng. Mình đã được một việc, mà khi được như vậy rồi mình mới thấy sung sướng trong cái này. Tại vì mình không giận nữa, cho nên đứng trên cái lập trường của Phật mà mình nhìn vô sự kiện. Mình nhìn vô sự kiện, mình nhìn vô con người đó. Những con người mà gây rối này, những con người mà làm phiền này nhé, thì là mình thấy dễ thương vô cùng. Đây là sự thật. Nếu ta đứng trên lập trường Phật, ta đứng trên cái lập trường trụ định mà chúng ta nhìn xuống đó, thì là cái khác. Còn nếu mà ta nhập cuộc với họ đó, thì cái trường hợp này đó, họ giận ta cũng giận. Cái chuyện này xảy ra qua như là chuyện bình thường của thế gian. Bây giờ xuất thế gian thì cái trường hợp nhìn những cái nhìn là khác hơn một chút. Thế này cố xuống. Thì bây giờ khi mà ở kỳ hoàng đường xá này có bao nhiêu những chuyện xảy ra như vậy, các thầy thì kheo không chịu nổi. Không chịu nổi là trường hợp nào? Có những cái người đi tu rồi nhưng mà thiệt là nhiều chuyện, thành ra cứ tới nói người này, tới nói người kia, tới nói người nọ, toàn là đi nói xấu người ta thôi. Như vậy chúng tôi chịu nổi ấy, cũng tu nhưng mà không chịu tu, không chịu sống chúng. Cứ đi ra ngoài xóm nói với mấy bà phụ nữ ngoài đó, nói cô này cô kia cô nọ, mà thiệt ra đó mình có lỗi nhưng mà lại cứ chịu nói như vậy. Đó là một nhóm. Thế có những cái người nữa kỳ khôi thế này, tức là ưa chọc phá. Ví dụ như hai thầy thì kheo nằm hai cái đơn kế nhau, thì bây giờ đó một cái ông này vô chen ở giữa, ông này nằm bên này, ông này ông này vô chen ở giữa, rồi lại đá ông này cái, đá ông kia cái, để ông này giận chịu nổi tức bỏ đi, mình được hai đơn. Cái chuyện tu hành nó có nhiều cái phức tạp. Cho nên người mà thực tu, họ muốn tu, họ muốn yên thân, nhưng mà họ không được. Nên có nhiều người nó thương với tôi này, nó còn muốn tu nhưng mà nó không cho con tu, nó không cho con tu, nó không để cho con tu, thấy con tu má như vậy, kiếm chuyện đủ cách. Thì như vậy đó thì những người này đã buồn lòng bỏ đi, cho nên buồn lòng bỏ đi mà bỏ đi bỏ tu đó thì cái này hại. Cho nên cái nguyên nhân này mà Đức Phật nói cái kinh này là để ra chúng ta tu. Cái bát môn tịnh độ là chúng ta tu đây. Tại vì Đức Phật á, nhìn vô thấy cái thực tế này mà chúng tăng này, tu hành này, đang buồn, đang khổ sở vô cùng. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới nói cái bát môn tịnh độ, giới thiệu về Đức Phật A Di Đà, để cho những người này nhé sanh ra cái tâm mà khác thường, có cái ý nghĩa tới Phật. Đó là trên cái bước đường tu, chúng ta nhận ra, chúng ta thấy được cái nguyên nhân.
cái nguyên nhân mà Đức Phật nói kinh ấy, là do ở trong trong đại chúng này nó không yên ổn. Cho nên không yên ổn thì tu được rồi, cho nên là lúc bây giờ phải tìm cái yên ổn, phải tìm cái yên ổn. Thì cái này đó, nếu mà hãy xa thì chúng ta mới nói là Đức Phật nói kinh A Di Đà và giới thiệu cho chúng ta thế giới cực lạc ở Tây Phương. Đây là kinh A Di Đà chúng ta đang học, là giới thiệu cho chúng ta cái thế giới ở bên Tây Phương. Cái này bước ban đầu để chi vậy? Cái này có cái khả năng là giúp cho chúng ta ngồi ở tại cái thế giới ta bà, sống ở trong cái hoàn cảnh mà khổ này, nhưng mà ta đem cái tâm chúng ta đó đặt được ở bên thế giới cực lạc thì ta sẽ chứng được một cái pháp ban đầu tiên mà ta có được này, gọi là thân thọ hình mà tâm không thọ này. Thì mấy con nên nhớ cái này, cho nên cái tên cứu đường tu của tôi nên là tôi vừa tập cái này, tức là thân thọ hình mà tâm không thọ hình, tức là hoàn cảnh nó thì rất là khổ nhưng mà chúng ta không cho khổ tâm. Cái điều quan trọng nhất là ta luyện cái tâm chúng ta nó không khổ. Thì chỗ này nói là thân thọ và tâm không thọ. Còn ngược trở lại tất cả các chúng sanh thì sao? Ta thấy rõ rồi, thân chưa thọ và tâm thọ. Thiệt ra là cái chưa có đói đâu, nhưng mà tại vì cái tâm tham ăn của nó cho nên nó nghĩ nó đói. Nhưng có người nói là đói không mắt. Nên có những người mà nói chúng ta nên là nó đói không mắt. Thêm ra bụng chưa đói nhưng mắt đói trước. Thì cái chỗ này là tâm đói chứ không phải thân đói. Còn ngược nó lại, cái người tu hành của chúng ta nó tập được cái này, tức là thân đói nhưng mà tâm thân. Tại vì tôi có nhiều khi mà tôi ham tu ham học, có thể là suốt ngày tôi không ăn. Bây giờ thì thường là Phật tử người ta cho ăn, nên tới giờ người ta kêu để cho mình ăn, cho nên là biết tới giờ mình ăn. Còn hồi lúc mà tôi còn đi học á, thì trường học đó không ai cho mình ăn, không ai kêu mình đi ăn. Thành ra bao giờ mình đói đó, thì mình đi xuống dưới căng tin mà ăn. Không đi học là như vậy. Thành ra nhiều hồi tôi mê đọc sách mà từ sáng tới chiều rồi tới tối thì tôi quên ăn. Thành ra quên ăn cho đến khi nào căng tin đóng cửa rồi mình chợt nhớ lại là chưa ăn, cho nên đi xuống ăn cũng không có ăn. Thì như vậy đó, tôi mới phát hiện ra được cái đó, là thân đói mà tâm không đói. Thì trong lúc ta tu hành này, ta sinh hoạt về tâm linh chúng ta, cho nên ta quên mất cái đói. Tới khi ta trở lại thực tế chúng ta mới thấy đói. Mà nếu như vậy xảy ra liên tục đó, thì cái thân có thể bệnh, có thể hoại. Cho nên Đức Phật chúng ta ngày xưa tu, ngày cũng ham tu trong cái thế này. Cho nên ham tu đến mức mà bỏ ăn. Tới một ngày nào đó thì ngày là quỷ lúc này. Trước khi sắp đắc đạo thì quỷ ngã quỷ lúc này. Lúc bây giờ cũng nhờ một cái cô gái đang bò đem tặng cho một bát sữa, cháo sữa. Thì ngày ăn cái này thì ngày mới tỉnh trở lại và nó phục hồi sức khỏe, sinh lực trở lại, và ngày tiếp tục để tu hành. Vô này cho nên